Vào những ngày này, dọc đường quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đào rừng bày bán ngập hai bên đường. Mặc dù thời tiết rét đậm, sương mù dày đặc, nhưng nhiều trẻ em vẫn theo cha mẹ ra đây bán đào với mong muốn kiếm thêm tiền chuẩn bị Tết cho gia đình. Để xua tan bớt giá lạnh, các em đã phải đốt lửa sưởi ấm. Những căn lều tạm cũng được dựng lên để túc trực bán hàng. Nhà mình thì năm nay có nhiều không? Nhiều, 40 cây và bán gốc, một số bán gốc, một số bán cành ạ. Thế thì lấy ở trong rừng hay là nhà mình có sẵn hay là phái vào rừng? Thì mình trồng thôi, trồng lái, mình trả của mình thôi. Trả của mình xong là mình trả hết của mình là mình đi mua của họ. Theo người dân ở đây, đào được bán từ đầu tháng 1 và tấp nập từ nửa tháng trở lại đây. Giá cả đào cũng muôn hình vạn trạng. Cành đào có giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn. Với những cành lớn dáng đẹp thì lên tới vài triệu đồng. Nhiều người đã đánh cả xe ô tô đến đây và vào tận vườn để chọn đào. Mộc Châu thì có những cái giống đào rất là đẹp. Đào phai, đào mơ. Dạ vâng, và có cái giống đào Lào của bên Lào đưa sang nữa. Hôm nay giá đào thì có đắt hơn mọi năm một chút. Thế nhưng mà nó cũng là theo của nào ra đấy. Thế năm nay để bỏ ra khoảng tầm như ở trên Mộc Châu này, mua khoảng 1,5-2 triệu một cành đào thì sẽ có cành đào rất là đẹp. Do mưa tuyết băng giá trong những ngày qua đã làm nhiều diện tích đào kém chất lượng so với mọi năm. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng có nhiều tiền, các chủ buôn đào còn sang tận bên Lào mang đào về bán. So với đào rừng, hoa đào này có cánh dày hơn, tươi lâu hơn và cây cũng hàng chục năm tuổi, giá lên tới vài triệu một cành. Thậm chí cành to có thế đầu long đuôi phượng như thế này, giá hàng chục triệu đồng. Năm nay thì có cây đào lớn nhất, giá to nhất mà đẹp nhất thì năm nay là 100 triệu một cành. Thế còn như đào Pháp và đào Mơ hoặc là đào Bích đấy thì là năm nay cái thị trường nó ổn định rẻ hơn tí, là nó tầm khoảng 1,5 triệu hoặc 700 nghìn một cành trở lên. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, song các chủ hàng vẫn đang thu gom đào mang về Hà Nội và nhiều tỉnh thành để bán. Đào cũng nườm nượp theo xe khách về xuôi. Thú chơi hoa đào ngày Tết đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, đối với người dân vùng cao, tiền thu được từ những cành đào này còn góp phần làm cho cái Tết của bà con được đủ đầy hơn, đón một cái Tết vui tươi hơn sau một năm lao động vất vả.